Là một người mẹ, tôi có những giá trị và kinh nghiệm để giải quyết với những thử thách khó khăn nhất mà các gia đình đang gặp phải. Tôi đã tranh đấu để tất cả trẻ em trong San Jose đều được có bảo hiểm y tế, xây dựng được 4.400 nhà ở với giá cả phải chăng cho cộng đồng. Tôi sẽ dành nhiều quyền lợi hơn cho cộng đồng với cương vị là thị trưởng thành phố San Jose. Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả những bản tin như sau. Dân biểu trẻ nhất nước Mỹ, Madison Cawthorn, được Trump ủng hộ đã bị mất ghế dân biểu tại North Carolina. Cộng hòa tiếp khách được viện trợ xe tăng của Đức Leopard 2, nhưng mà đổi lại thì Cộng hòa tiếp khách sẽ viện trợ xe tăng T-72 cho Ukraine. Nga có thể cắt khí đốt sang Phần Lan ngay trong tuần này. Và bài bình luận đầu tiên, những kẻ da trắng thượng đẳng đang truyền cảm hứng cho nhau để tàn sát đồng loại. Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản đàm phán gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Thủ tướng thứ hai của Libya đã phải rời Tripoli sau vài giờ khi ông vào thủ đô. Cửa hàng bán thức ăn nhanh McDonald's phải bán công việc kinh doanh của mình ở Nga. Nga trả đũa Pháp và đã trục xuất 34 nhân viên ngoại giao của Pháp. Pakistan đối mặt với phá sản khi nền kinh tế sụp đổ. Và bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay, một NATO hoàn toàn mới cho thế kỷ 21. Kính thưa quý khán thính giả, Madison Cawthorn là dân biểu trẻ nhất nước Mỹ. Anh ta đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa ở một quận tại North Carolina hôm 17 tháng 5. Có 7 đối thủ cạnh tranh vị trí của Cawthorn trong cuộc tranh cử sơ bộ này, và người đàn ông 26 tuổi này đã bị đánh bại bởi thượng nghị sĩ Chuck Edward. Rất nhiều vấn đề đã xảy ra với chiến dịch của Cawthorn. Trước đó thì anh ta đã 2 lần bị buộc tội mang vũ khí đến sân bay và phải đối mặt với các câu hỏi liên quan đến việc anh ta mặc nội y của phụ nữ và đăng lên mạng xã hội. Các cử tri và nhân vật có tầm ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa đã không hài lòng với điều này, bất kể những người ủng hộ Trump đang dành sự ủng hộ cho anh ta. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của Cawthorn với các cử tri trẻ tuổi đã không giúp ích gì được cho cuộc tranh cử sơ bộ này. Và liên quan đến vấn đề viện trợ vũ khí cho Ukraine từ Cộng hòa tiếp khách, thì kính thưa quý vị, nước Đức cho biết là họ sẽ chuyển giao 15 chiếc xe tăng Leopard 2A4 cho Cộng hòa tiếp khách, đồng thời tài trợ toàn bộ chi phí và đào tạo binh sĩ của nước này biết cách vận hành xe tăng mới. Việc chuyển giao xe tăng là một phần trong chương trình Ring Exchange. Theo đó, Đức sẽ giúp bù đắp cho các nước dùng vũ khí Liên Xô để viện trợ cho Ukraine. Berlin sẽ chi trả toàn bộ chi phí vũ khí chuyển giao và đào tạo binh sĩ của Cộng hòa tiếp khách để sử dụng xe tăng Leopard 2A4. Và trong khi đó thì Bộ Quốc phòng của Cộng hòa tiếp khách cũng cho biết là họ sẽ thảo luận với nước Đức để mua thêm 50 xe tăng Leopard phiên bản 2A7 hiện đại hơn trong tương lai. Và liên quan đến nước Nga cũng như Phần Lan thì kính thưa quý vị, Phần Lan có thể sẽ trở thành quốc gia châu Âu tiếp theo bị Nga cắt khí đốt do từ chối thanh toán bằng đồng rút của Nga. Phía Phần Lan cho biết là họ sẽ khởi kiện công ty Gazprom của Nga. Hôm 17 tháng 5, công ty Gazprom của Phần Lan tuyên bố là công ty này sẽ không thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rút. Gazprom cũng từ chối tiến hành thanh toán thông qua Gazprom Bank như phía Gazprom đề xuất. Công ty Gazprom cho biết là họ đang có mâu thuẫn với Gazprom về chi tiết hợp đồng cung cấp dài hạn. Và công ty Phần Lan khẳng định là họ sẽ khởi kiện công ty Gazprom ra tòa trọng tài để giải quyết tranh chấp. Trước đó thì Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai quốc gia này đã từ chối thanh toán bằng đồng rút. Và chúng ta bước vào bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị.
với nhan đề Những kẻ da trắng thượng đẳng đang truyền cảm hứng cho nhau để tàn sát đồng loại. Kính thưa quý vị, vụ thảm sát ở Buffalo, New York, nó không chỉ đơn thuần là một hành động thù hận ngẫu nhiên, bất ngờ, mà nó có nguồn gốc từ chủ nghĩa gia tốc. Đây là một ý tưởng mới của Đức Quốc xã có liên quan đến làn sóng giết người hàng loạt vì thù hận trong thời gian gần đây. Đó là sản phẩm tưởng tượng của một chiến lược bạo lực được xây dựng trên các tạp chí Tân Quốc xã mà ít người biết đến, và nó được phổ biến trong những góc tối nhất của Internet nhằm mục đích dẫn đến sự tàn phá xã hội Mỹ. Ý tưởng này được gọi là chủ nghĩa gia tốc của Tân Quốc xã và những người theo chủ nghĩa thượng đặc tôn, da trắng, ủng hộ bạo lực, cũng như những người cầm súng để bắn vào một số người trong tay không có vũ khí, và xem đây là cơ hội tốt nhất để khởi động sự thay thế vĩ đại. Điều quan trọng là nhóm người da trắng thượng đẳng, họ đang cố phóng đại ảnh hưởng của chủ nghĩa gia tốc ở Mỹ, là một sức mạnh rộng lớn và đến từ đại đa số người Mỹ. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thời kỳ có thể nói là phân cực chính trị, căng thẳng, gay gắt, chủ yếu do sự phân chia chủng tộc và văn hóa. Và các lý thuyết cực đoan, ghê tởm, nó đang ngày càng được tìm thấy nhiều hơn trong các không gian chính thống, trong hệ thống báo chí, truyền thông, mạng xã hội. Và những vụ giết người của những nhóm ủng hộ Tân Quốc xã mới có thể sẽ không thể kích động một cuộc chiến tranh chủng tộc, nhưng chúng là những sự kiện khủng khiếp và chúng có thể làm gia tăng sự chia rẽ của chúng ta theo những cách làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng chính trị của nước Mỹ. Có lẽ nhiều người Mỹ vẫn chưa quên vào tháng 3 năm 2019, một người đàn ông được trang bị vũ khí đeo đầy cả người bước vào một nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand và giết 51 người Hồi giáo trong khi họ đang cầu nguyện. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công khủng bố theo chủ nghĩa tối cao da trắng, nhiều người chết nhất trong lịch sử hiện đại. Và đây cũng là một trong những vụ gây hậu quả nặng nề nhất trên thế giới. Và kẻ bắn súng có tên là Brenton Tarrant. Ông ta tin rằng sự gia tăng dân số không phải da trắng là một mối đe dọa hiện hữu đối với chủng tộc da trắng, thượng đẳng của anh ta. Và Tarrant đã viết một bản tham khảo có tiêu đề Sự thay thế vĩ đại. Và kế hoạch thảm sát của Tarrant được xem là để ngăn chặn sự thay thế chủng tộc. Những quan điểm và hành động này đã được những người cánh hữu cực đoan tại Mỹ phổ biến rộng rãi trong giới truyền thông cánh hữu. Và điều này đã khiến cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trở thành một trong những ý tưởng thống trị hiện nay trong suy nghĩ của những người ủng hộ đảng Cộng Hòa, Phát xít và đảng Trump tại Mỹ. Thưa quý vị, có thể nói là những hành động tàn ác của Brenton Tarrant đã truyền cảm hứng cho những người bắt chước tại Mỹ. Vào tháng 4 năm 2019, một người đàn ông tên là John Ernest đã bước vào một giáo đường Do Thái ở Poway, California và bắt đầu xả súng vào những người đang cầu nguyện. Hành động sát nhân của John Ernest là sự pha trộn giữa chủ nghĩa chống Do Thái theo trường phái cũ và lòng căm thù thời đại phát triển Internet. Và ông ta xem Brenton Tarrant của New Zealand là người có ảnh hưởng trực tiếp đến hành động của anh ta. Và vài tháng sau đó, thì một người đàn ông da trắng theo chủ nghĩa dân tộc da trắng khác tên là Patrick Crucius đã tấn công vào một chợ Walmart ở El Paso, đặc biệt nhắm vào những người bảo trợ gốc Tây Ban Nha. Và giống như game bắn súng Christchurch, thì Crucius đã bị ám ảnh bởi ý tưởng về mối đe dọa nhân khẩu học từ những người nhập cư không phải da trắng. Và Crucius đã viết trên trang cá nhân rằng hắn ta cam kết trung thành với tuyên ngôn của kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng thế giới là Brenton Tarrant tại New Zealand.
và trong cả năm 2020-2021. Theo dữ liệu từ Liên đoàn Chống phỉ báng đã cho thấy là số vụ giết người theo chủ nghĩa cực đoan da trắng đã giảm xuống đáng kể so với những năm trước. Có lẽ là nhờ đại dịch Covid-19 hay chăng? Chúng ta chưa biết. Nhưng thưa quý vị, mối đe dọa nó không biến mất đâu. Bởi vì Peyton Grandin đã tái diễn màn 2:1 tại Buffalo, New York, từ việc viện dẫn thuyết âm mưu sự thay thế vĩ đại trong tuần rồi, cho đến việc vạch ra tư duy chiến thuật riêng nhưng mà dựa vào các quan điểm thù hận của Brendan Tarrant tại New Zealand. Và mối nguy hiểm bây giờ là kẻ giết người này đang truyền cảm hứng cho một đợt bạo lực phân biệt chủng tộc và chống đối mới vào thời điểm mà nền dân chủ Mỹ của chúng ta đang gặp nguy hiểm, thậm chí nó còn lớn hơn. Đáng chú ý là ngày 6/1, nó không phải là một sự kiện được truyền cảm hứng bởi tư duy tân quốc xã, mà đó là một cuộc bạo động do Donald Trump và các đồng minh cánh hữu thúc đẩy, và hầu hết những người trực tiếp gây bạo loạn là những tín đồ MAGA trung thành của Donald Trump. Như vậy thưa quý vị, làm sao xã hội Mỹ có thể bình yên với những con người luôn mang trong đầu tư tưởng thay thế vĩ đại và được thúc đẩy công khai trên hệ thống truyền hình, truyền thông của Fox News với Tucker Carlson và trong quốc hội với Eli Stefanik, Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, trong khi cơ quan thực thi pháp luật lại dường như bó tay thúc thủ trước những con người này, bởi họ đang được tu chính án thứ nhất, bảo vệ thường trực cho họ, bảo vệ mọi lời nói của họ. Chúng ta bước sang bản tin thế giới, kính thưa quý vị. Đó là tin Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản đàm phán gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan. Việc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối khiến cho NATO chưa thể khởi động thủ tục xem xét đơn gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Các vị đại sứ của các nước NATO đã nhóm họp vào ngày 18 tháng 5 với mục tiêu là bắt đầu thủ tục đàm phán, xem xét đơn gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên do phía Thổ Nhĩ Kỳ phản đối thì thủ tục gia nhập chưa thể được khởi động. Một quan chức Thụy Điển xác nhận là Thổ Nhĩ Kỳ là nước ngăn cản thủ tục đàm phán gia nhập. Tuy nhiên, người này nói Thổ Nhĩ Kỳ không ngăn cản NATO kết nạp hai nước Bắc Âu, mà Thổ Nhĩ Kỳ chỉ muốn là tất cả những nước thành viên mới và cũ đều phải có chung cách nhìn nhận về mối đe dọa mà Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt. Đại diện của phía Thổ Nhĩ Kỳ cho hay là họ muốn sớm đạt được một thỏa thuận với các bên liên quan với hai quốc gia mới, đó là Thụy Điển và Phần Lan, khi đó thủ tục gia nhập có thể bắt đầu. Đối với giới chức NATO thì họ đã từ chối bình luận về diễn biến ngày 18 tháng 5. Đồng thời họ chỉ lặp lại tuyên bố trước đó của Tổng Thư ký ông Jens Stoltenberg rằng lợi ích an ninh của tất cả thành viên sẽ được tính đến, cũng như thể hiện quyết tâm sớm hoàn tất thủ tục gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển. Trong ngày 18 tháng 5, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Các nước lớn trong NATO như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italy đều tuyên bố ủng hộ Helsinki và Stockholm. Kính thưa quý vị, chúng ta bước sang một quốc gia ở Trung Đông. Đó là vị thủ tướng thứ hai đã phải rời khỏi thủ đô Tripoli sau vài giờ tiến vào thủ đô. Đó là bởi vì giao tranh bùng nổ tại thủ đô Libya giữa hai lực lượng ủng hộ hai chính quyền khác nhau. Sau khi ông Fatih Bashasha là người được chọn thay thế thủ tướng đương nhiệm tới nhận công tác, an ninh ở Libya rơi vào tình thế mong manh kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011. Và năm 2014 thì Libya tách thành hai phe đối địch ở miền Tây và miền Đông, cho tới khi thỏa thuận đình chiến năm 2020 giúp lập ra một chính phủ hợp nhất. Nhưng mà từ năm 2021, Libya do Thủ tướng Abdulhamid Laibal đã điều hành
và ông được bổ nhiệm thông qua tiến trình do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Nhưng mà chính quyền của ông Liban tại Tripoli có nhiệm vụ dẫn dắt Libya tới cuộc bầu cử vào tháng 12 năm 2021. Nhưng mà sự kiện này đã bị dừng lại vô thời hạn. Và với các cuộc xung đột làm dấy lên nỗi lo sợ tình hình tại Libya sẽ trở về trạng thái hỗn loạn đã từng bao trùm nước này trước đây. Hoạt động sản xuất dầu mỏ là nguồn thu nhập chính của Libya một lần nữa đã trở thành mục tiêu đối đầu chính trị. Sau khi các nhóm phe miền Đông buộc đóng cửa nhà hàng loạt kho dầu ở phía miền Tây. Và kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến công ty bán thức ăn nhanh là McDonald's. Họ đã phải bán công việc kinh doanh của mình ở Nga. Nhà hàng bán thức ăn nhanh McDonald's lần đầu tiên đã có mặt tại Nga cách đây hơn 30 năm. Công ty mở cửa lần đầu tiên tại Nga vào tháng 1 năm 1990. Những ngày tàn của Liên Xô khi đó, với hơn 30.000 khách hàng được phục vụ vào ngày khai trương. Vào thời điểm đó thì nó đã trở thành biểu tượng cho sự mở cửa dần dần của Liên Xô sang phương Tây. Công ty McDonald's cho biết là hôm thứ Hai họ sẽ bán hoạt động kinh doanh của mình tại Nga sau hơn 30 năm hoạt động tại quốc gia này. Công ty đã trích dẫn cuộc chiến ở Ukraine và môi trường hoạt động khó khăn ở Nga là lý do để họ phải rời đi. Đồng thời cho biết trong một thông cáo báo chí rằng quyền sở hữu tiếp tục đối với hoạt động kinh doanh ở Nga không còn được duy trì, cũng như không phù hợp với các giá trị của McDonald's. Chúng tôi đặc biệt tự hào về 62.000 nhân viên đã làm việc tại các nhà hàng của chúng tôi, cùng với hàng trăm nhà cung cấp Nga hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong bao năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi có cam kết với cộng đồng trên toàn cầu của mình và chúng tôi phải luôn giữ vững các giá trị của riêng mình. Và chính vì thế thì chúng tôi phải ra đi dù có một số nuối tiếc. Công ty McDonald's cho biết là họ ưu tiên bảo đảm tất cả nhân viên của công ty McDonald's tại Nga sẽ tiếp tục được trả lương cho đến khi kết thúc bất kỳ giao dịch nào và nhân viên có việc làm trong tương lai với bất kỳ người mua tiềm năng nào. McDonald's thông báo vào ngày 8 tháng 3 rằng họ đã tạm thời đóng cửa các nhà hàng ở Nga và tạm dừng hoạt động tại đây. Và các thương hiệu phương Tây khác như là Starbucks và PepsiCo cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động cùng thời điểm với lại công ty McDonald's. Các nhà hàng McDonald's ở Ukraine cũng đóng cửa, mặc dù công ty cho biết là họ vẫn tiếp tục trả lương đầy đủ cho nhân viên tại đây. Đối với một số người Nga, thì quyết định của công ty không có gì đáng ngạc nhiên. Nhà nước Nga được cho là đang phát triển một thứ gì đó, hay là một công ty nào đó tương tự như là McDonald's, để nhằm thay thế sự tồn tại khá lâu của McDonald's. Có thể là McRussia, có thể lắm, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, Nga đã trả đũa Pháp khi Moscow ngày 18 tháng 5 tuyên bố sẽ trục xuất 34 nhân viên của các cơ quan ngoại giao của Pháp tại Nga. Và họ phải rời khỏi đất nước này để đáp trả hành động tương tự trước đó của Paris. 34 nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao của Pháp tại Nga đã được tuyên bố là người không được chào đón, persona non grata. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố và nhấn mạnh thêm rằng họ có 2 tuần lễ để rời khỏi đất nước Nga. Hồi tháng 4 thì Pháp đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga khỏi nước này. Và cũng trong tháng đó, Bộ Ngoại giao Pháp cũng tuyên bố là 6 điệp viên Nga là những người không được chào đón sau khi có kết luận từ một cuộc điều tra trong nước rằng họ làm việc để chống lại lợi ích của nước Pháp. Và liên quan đến một đất nước Nam Á đó là Pakistan, thưa quý vị, họ đang phải đối mặt với phá sản khi mà nền kinh tế quốc gia đang trên đà sụp đổ. Thưa quý vị, dự trữ ngoại hối đang giảm, lạm phát lương thực đang gia tăng và đồng rupee đang trượt dốc. Không chỉ là đất nước nghèo khó Sri Lanka mà chúng ta từng biết qua những bản tin vừa rồi là họ đang chuẩn bị rơi vào phá sản, vỡ nợ, không còn xăng dầu. Thì bây giờ đất nước Pakistan cũng đang trên đà tiến tới phá sản
trong bối cảnh bầu không khí chính trị căng thẳng, được đánh dấu bằng những lời đe dọa về một cuộc tuần hành lớn tại thủ đô Islamabad của thủ tướng bị lật đổ là ông Imran Khan. Ông ta đang yêu cầu một cuộc bầu cử mới ở nước này vào ngày 24 tháng 5. Các nhà phân tích lo ngại rằng bất ổn chính trị có thể trở thành bạo lực trong những ngày tới đây và ảnh hưởng đến nền kinh tế đang hỗn loạn của Pakistan, vốn đang đi trên tình trạng gần giống như là vỡ nợ của một đất nước Nam Á khác, đó là Sri Lanka. Dự trữ ngoại hối của Pakistan đang giảm, lạm phát lương thực đang tăng lên và đồng rupee của Pakistan đang trượt giá rất nhiều, cho thấy mức giảm mạnh 21,72% trong năm tài chính hiện tại. Và các chuyên gia kinh tế đã yêu cầu một tình trạng khẩn cấp về tài chính để đối phó với những thách thức kinh tế đang rình rập quốc gia này. Và họ đề nghị rằng các khoản miễn giảm thuế tương đương với 800 tỷ rupee, là bằng khoảng 4,1 tỷ Mỹ Kim, dành cho khu vực doanh nghiệp sẽ được thu hồi và đánh thuế cao hơn đối với đất đai và tài sản nắm giữ. Và họ cũng muốn cắt giảm chi tiêu quốc phòng phi chiến đấu, áp thuế khẩn cấp đặc biệt đối với những các loại xe từ 1.600cc trở lên và tăng gấp đôi giá điện đối với các khu dân cư có diện tích từ 800m² trở lên và giảm quy mô sử dụng điện trong các cơ quan của chính phủ liên bang. Thưa quý vị, với áp lực lên đồng rupee đang gia tăng do dòng vốn đầu tư vào đồng đô la đang suy thoái và thiếu sự hỗ trợ từ các quốc gia thân thiện bao gồm Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và các quốc gia tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là UAE, và cũng như là sự chậm trễ trong việc giải phóng gói cứu trợ trị giá 6 tỷ Mỹ Kim của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng đã làm giảm mạnh lượng dự trữ ngoại tệ của đất nước này. Đồng rupee đang ở mức thấp kỷ lục so với đồng đô la. Sở giao dịch chứng khoán Pakistan đã giảm thêm 900 điểm. Thị trường tài chính sụp đổ, niềm tin của nhà đầu tư đang bị sói mòn. Và ngân hàng nhà nước Pakistan SPB chỉ còn lại 10,4 tỷ Mỹ Kim, bao gồm 6 tỷ Mỹ Kim tiền gửi cho vay từ Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và UAE. Trong khi hoạt động kinh tế đang chậm lại, sức nóng chính trị thì đang tăng lên, nhanh chóng. Cựu Thủ tướng Imran Khan là người đã bị cách chức sau một đề nghị bất tín nhiệm chống lại ông ta vào tháng trước. Ông ta đã lôi kéo một đám đông lớn trong các cuộc họp công khai để chống lưng của mình và xúi dục quần chúng nổi dậy để chống lại quyền bá chủ của Hoa Kỳ trong việc thay đổi chế độ phi dân chủ của Pakistan. Và lo lắng lớn nhất đối với chính phủ đoàn kết hiện nay vừa lên nắm quyền vào tháng trước là làm thế nào để ngăn chặn sự xói mòn của các nguồn dự trữ và làm thế nào để tài trợ cho các khoản trợ cấp nhiên liệu đã không được tài trợ mà chính phủ trước đó của ông Imran Khan đã đưa ra trong những ngày cuối cùng trước khi bỏ phiếu bất tín nhiệm ông cựu thủ tướng Imran Khan. Vấn đề nhập khẩu thì nó đã gia tăng, đã làm cho vấn đề thâm hụt thương mại và phá hủy tỷ giá hối đoái do nhu cầu về đô la vẫn cao bất thường trong năm tài chính hiện tại. Và thâm hụt thương mại đang tăng lên 15 tỷ Mỹ Kim. Như vậy với mức thâm hụt nhiều như thế thì Pakistan có khả năng rơi vào khủng hoảng, cán cân thanh toán và đất nước bị phá sản. Đây là một Sri Lanka thứ hai tại khu vực Nam Á. Kính thưa quý vị, chúng ta bước vào bài bình luận vào cuối chương trình hôm nay với nhan đề Một NATO hoàn toàn mới cho thế kỷ 21. Kính thưa quý vị, qua cuộc xâm lược Ukraine của Nga, thì giới lãnh đạo quân sự trong khối NATO cũng như Mỹ đang thảo luận và đưa ra những biện pháp táo bạo để hồi sinh sự hoạt động nhanh nhạy hơn và sẵn sàng hơn của Liên minh NATO, và cũng để ngăn chặn sự hung hăng của Putin sau một thời gian dài ngủ đông, không đối diện với xung đột nào ngoài trận chiến gần đây nhất tại Serbia
năm 2004. Đối với Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, thì dường như ông đã nhìn thấy một tương lai xa hơn sự đối đầu với phương Tây qua cuộc xâm lược Ukraine. Và ông ta đã có nói rõ trong bài phát biểu mừng ngày chiến thắng 9 tây tháng 5 tại Moscow rằng có lẽ cuộc chiến ở Ukraine sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa, ngay cả khi mà Nga rút lui hoàn toàn ra khỏi Ukraine. Điều này nó vẫn là không thể nào dẫn đến một nền hòa bình lâu dài tại đây. Bởi vì khi chúng ta nói đến hai từ rút lui, thưa quý vị, thì nó chỉ mang ý nghĩa là rút khỏi vùng đất của Ukraine. Nhưng mà sự hiện diện của lực lượng chiếm đóng, tức là quân đội Nga, vẫn còn ở vùng Donbass, vẫn còn có mặt ở Donetsk và Lugansk, Kherson và thành phố cảng Mariupol. Và dĩ nhiên điều này nó sẽ không thể là một điều được chấp nhận bởi phía Ukraine. Như vậy họ sẽ tiếp tục cuộc chiến để lấy lại những vùng đất của tổ tiên. Và người Ukraine sẽ không đứng yên nhìn người Nga hiện diện trên những vùng đất của mình. Trong chiến tranh lạnh, thì Tây Âu có thể tự tin dựa vào sức mạnh quân sự của Mỹ để ngăn chặn sự xâm lược của Liên Xô. Nhưng mà quan niệm này giờ đây nó không còn đúng nữa quý vị, nó lỗi thời rồi. Nhất là kể từ khi nước Mỹ có một tổng thống bị rối loạn nhân cách, thần phục ngoại bang và chịu sự sai khiến bởi Putin để phá vỡ NATO. Sức mạnh và sự sẵn sàng của Mỹ không thể nào lúc nào cũng luôn đứng vững và nó luôn bị thay đổi ít nhiều tùy vào vị tổng thống Mỹ của đảng nào lên nắm quyền. Chính vì thế mà những thành viên trong khối NATO, họ bắt buộc phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, đi nhiều bước hơn, và Hoa Kỳ chỉ trợ giúp về vũ khí, quân đội với một mức độ chấp nhận được. Và chắc chắn đó là lá chắn vũ khí hạt nhân. Chỉ có thế thôi. Và phần còn lại thì xung đột trực tiếp. Thì dĩ nhiên lực lượng quân sự và chấp nhận va chạm, chấp nhận hy sinh đều nằm trong tay lực lượng NATO tại chỗ. Có nghĩa là những nước trong khối châu Âu, trong khối NATO, còn lại không phải nước Mỹ. Putin và những người kế nhiệm ông ta sẽ tiếp tục khai thác thực tế này, trừ khi và cho đến khi nào mà NATO quyết định tái cơ cấu và tổ chức lại nguồn máy quân sự khổng lồ này. Chỉ khi nào mà bộ máy quân sự NATO hoạt động hữu hiệu hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hơn cho bất kỳ cuộc xung đột nào, thì chỉ đến lúc đó nước Nga mới chịu đứng yên tại chỗ và không máy mó tay chân với các nước láng giềng nhỏ hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu rằng Hoa Kỳ và châu Âu đang cảnh giác với việc tham gia vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Nhưng mà họ vẫn có thể làm nhiều hơn là cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho Ukraine. Và bây giờ là lúc để bắt đầu thực hiện các bước để thiết lập một khối NATO mới như một lực lượng đáng tin cậy để bảo vệ nền dân chủ phương Tây trong thế kỷ 21. Họ cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm sửa đổi đáng kể hiệp ước NATO, tăng cường quân đội ở châu Âu và thậm chí thẳng tay trục xuất các quốc gia đã phản bội các cam kết dân chủ của họ. Ở đây chúng ta có thể được hiểu là đó là những tay sai thân tín của Putin trong khối châu Âu như Hungary của Viktor Orbán và trong khối NATO như Thổ Nhĩ Kỳ của Recep Tayyip Erdogan. Đó là những cách tốt nhất để răn đe Điện Kremlin và cuối cùng là để tránh được những cuộc chiến tàn khốc hơn trong tương lai. Các nền dân chủ châu Âu đã luôn luôn hợp sức cùng nhau để chống lại những chế độ thần quyền, độc tài trong quá khứ. Nhưng mà phản ứng thực tế duy nhất đối với cuộc tấn công vào Ukraine của Nga là khối NATO cần phải xây dựng một quân đội hùng mạnh với tính sẵn sàng cao. Hệ thống tác chiến của các quốc gia thành viên phải được tổ chức lại. Thưa quý thính giả, thảm kịch Ukraine
đã tạo ra sự gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng của các nước châu Âu. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên hướng tới việc xây dựng một lực lượng chiến đấu lớn và lâu dài, có thể chiến đấu chống lại các cuộc xâm lược trong tương lai của Nga đối với các thành viên NATO ở Baltic, hoặc là Phần Lan, hoặc là Thụy Điển, một khi họ tham gia liên minh NATO. Trong khi người châu Âu thì có thể tiếp tục dựa vào sức mạnh không quân và hải quân của Mỹ, thì bản thân họ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đảm nhận vai trò hàng đầu tiên phong trong việc phòng thủ trên bộ của chính họ. Và điều này nó sẽ không xảy ra khi mà người châu Âu nhanh chóng cam kết thực hiện một kế hoạch hành động cụ thể và yêu cầu mỗi thành viên NATO phải thực hiện các nghĩa vụ quân sự mạnh mẽ và cụ thể hàng năm. Các chính phủ phải đặt quân đội của họ dưới sự kiểm soát của một cơ cấu chỉ huy thống nhất. Nếu mỗi quốc gia cử máy bay chiến đấu của mình bay vào thực địa dưới sự chỉ huy của quốc gia riêng của mình, thì các lực lượng riêng biệt của họ sẽ bị áp đảo bởi các cuộc tấn công phối hợp của Nga và đồng minh của họ. Đặc biệt là trong thời đại mà vũ khí công nghệ cao chủ yếu phản ứng và tấn công đối thủ từ xa, chứ không cận chiến đối mặt nhau như là trước đây. Và điều này nó đã đặt ra một thách thức rất thực tế về xây dựng thể chế đối với các nhà lãnh đạo chính trị của lục địa châu Âu. Và chỉ có Liên minh châu Âu là có thể tổ chức một nỗ lực quân sự trên diện rộng. Quốc hội của các nước châu Âu đã được bầu trực tiếp bởi công dân của tất cả các quốc gia dân chủ trong liên minh này, và những đại biểu đại diện cho các quốc gia chọn ra một ủy ban hành pháp, hiện nay do bà Ursula von der Leyen lãnh đạo, và để đưa ra các quyết định chính sách quan trọng đại diện cho các quốc gia trong khối. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, hiện tại thì các hiệp ước xác định quyền lực của Liên minh châu Âu, EU, không cấp cho Liên minh bất kỳ quyền tự gây chiến trước với bất cứ quốc gia nào khác, mà chỉ thuần túy là phòng thủ và bảo vệ các quốc gia trong khối với nhau trước một lực lượng xâm lược. Liên minh châu Âu hiện nay là có may mắn đã có được một vị tổng thống Pháp, là người có được một tầm nhìn toàn lục địa về tương lai của một nước Pháp và của cả khối châu Âu. Tổng thống Pháp là nhà lãnh đạo lục địa có quyền dân chủ mạnh mẽ nhất để mở rộng các hiệp ước của khối châu Âu và cho phép hợp tác với NATO để đối đầu với mối đe dọa quân sự từ Nga. Thật vậy, thưa quý vị, Tổng thống Emmanuel Macron, ông đã tuyên bố rằng trong những tuần tới đây, chúng ta cần phải đề xuất châu Âu để xây dựng lại một trật tự an ninh và ổn định mới. Chúng ta cần xây dựng nó giữa những người châu Âu, sau đó sẽ chia sẻ nó với các đồng minh của chúng ta trong khuôn khổ của NATO. Đối với lục địa châu Âu, có thể được xem đây là nơi mà Tổng thống Joe Biden có thể đóng một vai trò rất quan trọng. Ông đã công khai khuyến khích Tổng thống Emmanuel Macron và bà Ursula von der Leyen hãy bắt đầu thương lượng với các quốc gia trong khối để ban hành các sửa đổi mới cho các luật của châu Âu trước khi quân đội châu Âu có thể trở thành hiện thực. Và cùng lúc với việc tái tổ chức khối NATO cũng đòi hỏi sự đồng ý của Mỹ đối với các sửa đổi hiệp ước. Riêng đối với Tổng thống Joe Biden thì ông đã tỏ dấu hiệu là ông sẽ sẵn sàng cho những thay đổi tích cực để thúc đẩy một cơ cấu hoạt động hiệu quả hơn cho khối NATO. Tất nhiên, thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden hiểu rằng trong tình hình chính trị rối ren tại Mỹ như hiện nay thì hầu như không thể nào giành được đa số 2/3 Thượng viện, những lá phiếu cần thiết cho việc sửa đổi hiệp ước của khối NATO. Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine đã làm thay đổi đáng kể những quan điểm về tình hình chính trị tại Mỹ, nhất là từ phía đảng Cộng Hòa. Và với việc Tổng thống Macron và bà Ursula von der Leyen bắt tay nhau và tạo những nỗ lực của riêng họ để tái thiết NATO, thì Tổng thống Biden sẽ ở một vị trí vững chắc hơn để giành được sự ủng hộ của đa số lưỡng đảng
đặc biệt là vì người châu Âu hiện đã sẵn sàng cho một nỗ lực quốc phòng đổi mới, có ích lợi thiết thực hơn cho khối NATO. Và nếu những nỗ lực nghiêm túc nhằm xây dựng nền tảng pháp lý không bắt đầu ngay lập tức thì châu Âu có thể sẽ không có cơ hội thực tế để ra mắt một lực lượng chiến đấu tốt hơn trên thực địa vào năm 2030. Nhưng mà ngay cả với trường hợp đảng Dân Chủ mất quyền kiểm soát Thượng viện vào năm 2022, có thể thưa quý vị, chỉ là có thể thôi, thì đây sẽ là một trong những vấn đề hiếm hoi mà Điện Capitol, tức là từ phía Thượng viện, có khả năng sẽ đứng sau lưng ủng hộ Tổng thống Joe Biden cho việc tái thiết khối NATO ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Tuy vậy, sẽ không bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để thực hiện nỗ lực này. Và nếu nó thành công, thì Putin và những người kế nhiệm của ông ta sẽ phải đối mặt với một biện pháp răn đe cứng rắn từ khối NATO. Và khi mà ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của châu Âu, Tổng thống Joe Biden và Thượng viện cũng nên nhấn mạnh rằng NATO với bộ mặt mới vẫn trung thành với các nguyên tắc thành lập của mình. Đặc biệt là khi hiệp ước này được ký kết lần đầu tiên vào năm 1949, các thành viên NATO đã gắn một điều kiện cơ bản là cam kết hỗ trợ quân sự lẫn nhau. Nhưng mà với một sửa đổi mới, có thể nói chắc chắn là sẽ là khiến cho các quốc gia độc tài khó chịu. Bởi vì khối NATO sẽ chỉ bảo vệ các quốc gia thành viên nào nếu mà chính phủ của họ luôn gìn giữ và củng cố các thể chế tự do. Nếu không thì họ không thể nào dựa vào các đồng minh NATO để phòng thủ trước các cuộc tấn công của đối thủ. Điều này đồng nghĩa là các quốc gia đàn áp dân chủ, các quốc gia chuyên quyền, các nhà độc tài sẽ không nhận được sự hỗ trợ và ràng buộc bởi điều 5 của khối NATO nếu tính theo luật mới. Thưa quý vị, 55 năm sau ngày thành lập, thì rõ ràng là có một số nước NATO họ đang cố gắng để phá hủy tự do thay vì củng cố nó. Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ rõ ràng nhất. Trong thập niên qua, đất nước này đã bị ông Recep Tayyip Erdogan chuyển đổi thành một nhà nước độc tài. Và tệ hơn nữa, Erdogan đã cử quân đội của mình đến giúp cho chế độ chuyên chế của Syria để chống lại quân đội của NATO. Chiến đấu để chống lại chính liên minh của ông và những người tiền nhiệm đã cam kết hỗ trợ. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một đồng minh đáng tin cậy và cũng không phải là người bảo vệ các thể chế tự do. Chính vì thế mà Tổng thống Joe Biden và Thượng viện có thể từ chối ký một hiệp ước tiếp tục công nhận nước này là thành viên chính thức của NATO. Còn đối với Hungary là một trường hợp khó khăn hơn một chút, thưa quý vị. Cũng giống như là Erdogan, thì ông Viktor Orbán đã sử dụng thời gian tại nhiệm của mình để tạo ra một nền dân chủ phi tự do. Và điều này làm suy yếu rõ ràng cam kết sáng lập của khối NATO đối với tự do. Hơn thế nữa thì khi mà tham gia tái tranh cử trong những ngày đầu của cuộc chiến Ukraine, ông Viktor Orbán này đã từng lên án Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, và gọi ông là kẻ thù của quốc gia Hungary, và vận động trên một nền tảng phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đối với Nga vì hành vi xâm lược của họ. Chưa hết đâu, ông này còn sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với các phương tiện truyền thông đại chúng đi từ chối các đối thủ của mình một cơ hội công bằng để thách thức việc ăn mừng hành động gây hấn của ông Putin. Và kết quả là chiến thắng long trời lở đất của Viktor Orbán tại các cuộc thăm dò là chỉ càng đưa đẩy thành công giả tạo của ông trong việc đưa các nguyên tắc phi đạo đức của mình vào hiến pháp của quốc gia. Chính vì thế, kính thưa quý vị, tôi nghĩ rằng ít nhất Tổng thống Joe Biden có thể sẽ đưa ra yêu cầu rằng Hungary nên bị đình chỉ khỏi khối NATO cho đến khi đất nước này có thể tái lập đáng tin cậy rằng họ đã thay đổi đáng kể lộ trình
và đang trên đường xây dựng lại các thể chế tự do của mình. Và có mọi lý do để tin rằng ban lãnh đạo ở Brussels và Paris sẽ nhiệt tình hưởng ứng sáng kiến này của Mỹ. Thật vậy, bà Ursula von der Leyen đã dẫn đầu một ủy ban đi theo một con đường hiếm khi được viện dẫn để có thể tước bỏ khoản trợ cấp hàng tỷ Mỹ Kim của khối châu Âu mà chính phủ của ông Viktor Orbán đang rất cần và muốn nhận được để sử dụng nó và duy trì tham vọng độc tài của mình. Và Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét nghiêm túc các bước tương tự đối với Ba Lan để đáp lại việc nước này tiếp tục bất chấp các quyết định của Tòa án Công lý châu Âu, nơi đã tuyên bố rằng chính phủ hiện tại đang vi phạm các nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ, hợp hiến mà Liên minh châu Âu đã cam kết. Nếu bà Ursula von der Leyen nhận được sự ủng hộ cần thiết để đình chỉ các đặc quyền biểu quyết của Ba Lan trong quốc hội, thì cho đến khi nước nào mà nước này chịu tuân thủ các yêu cầu của tòa án, thì Tổng thống Joe Biden cũng có thể ủng hộ việc đình chỉ tư cách thành viên những nước mà khó chịu như là Hungary, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi khối NATO. Và những thách thức phía trước thật là khó khăn nhưng mà cũng có thể làm được, chứ không phải là khó mà không làm được quý vị. Bởi vì việc tái thiết NATO không chỉ là một cái dịp thể hiện một cơ hội tốt nhất của phương Tây để ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong tương lai, mà nó cũng tạo ra cho cơ hội cho Hoa Kỳ và châu Âu hồi sinh truyền thống khai sáng vĩ đại của nền dân chủ tự do để chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa đang tìm cách tiêu diệt các nền dân chủ ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.